quân đội Đài Loan diễn tập bắn đạn thật tại đảo Đông Dẫn, nằm ở vị trí chiến lược gần bờ biển Trung Quốc. Tiếng súng và đại bác rội vang bờ biển hôm thứ Tư ngày 16 tháng 3. Một hình chữ thập lớn được kéo đi trên mặt nước, biểu thị cho quân địch đang tiến đến. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết, các cuộc tập trận trên hòn đảo là hoạt động thường lệ của quân đội. Tuy nhiên, Đài Bắc đang nâng cao mức cảnh báo trong bối cảnh Nga tấn công Ukraine, lo ngại rằng Bắc Kinh sẽ làm điều tương tự. Đài Loan cho biết, sẽ huy động lính dự bị để phòng thủ. Gần đây, Đài Loan đã ký hợp đồng mua vũ khí với Hoa Kỳ trị giá khoảng 246 triệu đô la. Trung Quốc đã mạnh mẽ lên án hành động được cho là can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc, phá hoại mối quan hệ Mỹ-Trung, hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan. Trung Quốc đối với Mỹ, Mỹ trong vấn đề Đài Loan, một hệ sai lầm sai hành động, biểu thị nghiêm trọng quan tâm và kiên quyết phản đối. Bất kỳ dung dung ủng hộ Đài Độ phân liệt thế lực, chỉ thủ đả Đài Loan bài, gọi Ý Đài trị hòa đà, thủ mưu. Đài Loan cho biết không ghi nhận thêm bất kỳ hành động gây hấn nào của Trung Quốc kể từ khi Nga xâm lược Ukraine. Nhưng trước đó, Bắc Kinh đã nhiều lần xâm phạm khu vực nhận diện phòng không của hòn đảo.